Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các địa phương được duy trì thường xuyên. Kết quả, toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trên 600 trường hợp, trong đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lập biên bản 143 trường hợp, công an các huyện, thành phố 326 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu nồng độ cồn trên 280 trường hợp, tốc độ 250 trường hợp, còn lại là các hành vi vi phạm khác. Tạm giữ 13 xe ô tô, trên 300 mô tô, phạt tiền gần 2 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được quan tâm chú trọng, đã phát 750 tờ rơi các loại hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực 100% quân số, phân công cán bộ chiến sĩ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, duy trì đảm bảo kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn.